Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên lại một lô phíp gồm 24 cây nha. Cây đầu tiên một cây 6m2. Cây này là còn rất đẹp luôn. Cây này thì đọt nó hơi nhỏ thôi, rất đẹp. Cái cán trên cuốn chỉ là rất là lớn, 32 ha. Cây nó có một khuyết điểm là cái đuôi nó hơi bị nứt cái một lỗ dưới cái đuôi này, nhưng mà trong này nó có những cái lớp đệm nó ra, nó không quan trọng lắm nha. Có những cái lớp đệm ở trong này nên rất là ok, không sao hết. Màu mè còn khá là đẹp. Cây này đọt nhỏ nè. Đọt bé. Cây này 6m2 nè nha. Cái trong phôi thì còn rất là đẹp. Màu đen này đen mờ ha. Cái này nó lâu ngày nó bụi bẩn, đây nó bị trầy tí sơn cái lóng này, khá là đẹp. Cái này về mình lâu đi là nó sạch sơn là nó đẹp, mà bụi bẩn. Cái này 6m2 khá là đẹp anh em. Cao quân chỉ thu gọn của nó là 90 cm. Cân nặng của cây này là khá là nặng luôn. Cây này đến 4 lần 2 lần anh em ơi. Này 4 lần 2. Giá là 290k. mình báo xíu cho anh em luôn nha. Tiếp tục là một cây kinh tông 5m4. Dòng kinh tông này đánh rất là tốt luôn anh em ơi. Đuôi là mở được hết ha. Này phíp kinh tông này là anh em rất là chuộng. Ngoại hình thì cây nào nó cũng có trầy sứt nhẹ hết anh em. Hàng bãi mà. Đọt cái này còn còn rất là đẹp luôn, khá là lớn. Đọt của nó là gần 2 ly nha. Đọt 1 ly 9 nha. Đọt cứng, đọt lớn. Cái trong còn rất là mới nha, cái trong còn khá là đẹp luôn. Trong còn mới. Trầy sứt nhẹ. Để có trầy dăm 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 nhẹ nhẹ. Màu sơn còn khá đẹp. Lóng nào cũng có trời dăm dăm nhẹ hết em ơi. Trời nhẹ thôi. Hàng đã qua sử dụng rồi. Yên tông. Ống của nó là 28. Thu gọn là 1 mét. Cân nặng của cây này là 340 g. Giá 270k. Anh Nam là đơn ý là mình bao ship cho luôn. Tiếp tục là một cây nữa 5m4. Cây này thì cái tên thương hiệu nó rất là mờ anh em ơi. Ngoại hình là cây nào cũng có trầy xước hết. Đuôi là mở được hết. Đọt cây này cũng lớn luôn. Đọt cây này nó đến 2 ly nữa. Đọt pin 5m4. Cái trong còn khá là đẹp nha. Cái vân nó xoắn lên như carbon anh em ơi. Vân nó xoắn gần lên như carbon. Ống của cây này cũng không tầm 20 mấy này. Ống 27. Cây số 3. Thu gọn là 1m08 phân. 1m08 phân. Nặng cũng 360 g. Giá 270 luôn năm. Tiếp tục cây số 4 là một cây Shimano 4m rưỡi. Shimano 4m6 á. Nó là 4m6 là đúng 4m6 luôn năm. Vui là mở được. Ngoại hình là có trầy hết nè. Trầy cái màu sơn. Hàng nó bó lại như bó củi cho nên là nó va chạm nhau là nó có trầy sơn năm. Nó không bể, không gãy thôi, không dập thôi. Đọt 1 ly 8. Cái này cái Shimano. Cái trong là còn rất là đẹp luôn ha. Cái trong còn khá là đẹp này. Màu sơn trong này còn khá là đẹp. Thì có cái lóng ngoài của nó là bị dày trước. Lóng ngoài trầy anh em ơi. Bị trầy thôi chứ không bể nha. Không bể không gãy. Thu gọn
một mét là 5 phân, một mét là 4 phân thôi. Cân nặng của nó là 270 g, dài 4m6, còn nguyên thông số của nó trên cây vẫn nguyên anh em. Phôi của nó không là 220 g này. Giá của nó là 270k Shimano. Tiếp tục cây số 5, dài 4m5, cái này là Bano, đuôi là mở được hết, ngoại hình là cây nào có trầy xước hết, đọt lớn luôn, đọt 1.8 ly, dài 4m5. Cái trong còn là khá ổn hết ha. Cây nào phía trong cũng có trầy xước nhẹ hết lên, đều có trầy dăm 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 nhẹ nhẹ hết. Ống 25, cây số 5 dài 4m5, thu gọn là 1m02 phân, cân nặng là 220 g, giá 240k. Quên ghi cái này. Tiếp tục cây số 6 là cây 5m, ống 23, đuôi mở được hết, cái này dính keo không đuôi nữa, thương hiệu của nó. Cái này đọt nhỏ, đọt này dùng đánh giết, đọt 0,87, 5m, dòng dòng cảm giác đánh giết, trong ống là đều có bụi bẩn hết em nha, lâu nó ra, cái tay mình vuốt nó ra, trong còn khá là đẹp nha. Cây này là chủ yếu là đánh cảm giác, rút ra thì vẫn đẹp nhưng mà nó là đọt bé thấy không. Cây số 6 5m, ống 23, thu còn là 90 cm, cân nặng là 260 g, giá 240. Cây số 7 là cây 4m5, cây này thì tem Nhật không, chữ Nhật không. Cái này đuôi có đối trọng, nhưng mà đuôi nó là đuôi gắn, mình còn để nguyên anh em, ưng về anh em chấm tí keo nha, mình để nguyên. Đuôi nó là không có gai, dòng này nó không có gai, đọt bé, đọt là đọt đánh cái giết anh em, dòng đánh giết, cũng cảm giác, phía trong còn khá đẹp ha, còn đóng nào thì cũng có tài xước nhẹ thì phải có hết, đó. Không bể không gãy thôi. Ha. Thu gọn 90 cm, nặng là 220-230 g, thì nó có đối trọng anh em, tay cầm 23, cục cao su này gắn vào thôi, còn anh em về chấm cái keo là dính luôn, giá 240. Cây số 7, cây số 8, cái này của Korea anh em, tem Korea, đuôi mở được, còn ngoại hình là có trầy xước hết ha, đọt lớn, dòng này anh em rất là chuộng, những cái dòng đọt phíp đọt lớn này là bán không có, không có hàng đâu, chỉ có vài cây thôi anh em nha, đọt 2.1 ly, gần 2.2 ly, cái trong màu còn rất đẹp nha, còn các cái đầu này nó có keo bụi bẩn này đó. Mình lấy tay mình cào ra nên về lau chùi đi thôi. Cái này bị keo nha, không phải bị bể gãy gì hết. Cái trong còn khá là mới. Cái này 45, cái số 8. Ống 25. Thu gọn là 106 cm. Cân nặng là 260 g. Cái này tem là tem Made in Korea anh em ơi,
có cái tem vui ra màu đen, giá 250k. Tiếp tục cây số 9 dài 4,5 m, cây này thì lóng nhỏ, lóng nhỏ thì thường là đọt nó cũng nhỏ, lóng thì chín, thương hiệu của nó này 4,5 m, đọt cứng mà đọt nhỏ năng, dòng dòng đánh cái giết, dòng đánh cảm giác, lóng nào cũng có tề xước hết nè, tề dâm dâm màu sơn của nó thôi, không ảnh hưởng gì tới bên trong nha. Rút ra rút vào thì nó người ta câu rồi mà. Đây là cây số 9 4,5 m, thu gọn là 105 cm, cân nặng là 160g, giá 240, bao ship cho anh em hết á. Cây số 10 4,5 m, ống 19, đuôi là mở được hết nha. Cái này thương hiệu nó bay rồi, tem nó cũng phai rồi. Đọt cái này cũng khá là ok, đọt này khá lớn. Có những cái đọt nhỏ thì mình không cần đo luôn, đọt nó nằm tầm khoảng, những đọt nhỏ nó nằm tầm khoảng 0,80 mấy, 0,90 thôi anh em. Đo những cái đọt lớn cho anh em thôi, còn những cái đọt nhỏ thì nó nằm tầm đó thôi, ngang giữa nhau thôi. Ra phía trong còn khá là đẹp này. Này lau chùi đi thôi là nó mới à. Chiếc ống đây là của Majin Korea này, Majin Korea, hàng của Hàn Quốc nha. Thu gọn 1m03 phân, cân nặng 160g, giá 240, 4,5 m. Tiếp tục một cây 4,5 m nữa, thương hiệu của nó. Cái này tem thì không thấy nữa. Cái này đa số là hàng của Hàn Quốc, Hàn Quốc xuất nhập. Cái này được làm đọt lại, đọt 0,96, cái trong cũng còn khá là đẹp nha, không nứt bể không gì hết, tề xước nhẹ. Về những cái đọt nhỏ anh em ưng bấm bỏ bớt ít, là mình làm lại cái đầu dù khác là nó tăng độ cứng lên thôi. Thu gọn của nó là 1m03 phân, cây này cây số 11 dài 4,5 m, cân nặng là 170g, giá 240 luôn. Tiếp tục là cây 12 dài 4,5 m, cái này thương hiệu tem của nó bị mờ rồi anh em, đây cái miếng tem nó này. Cái này đuôi mở được, đuôi có đối trọng, đầu lóng là có chống nổ lóng hết nha. Đọt nhỏ, đọt này khoảng 0,80, đọt nhỏ, đọt dòng đánh cảm giác anh em, có các lóng, có các cái khoen chống nổ lóng hết, cái trong còn khá là đẹp luôn, trầy trước nhà, thu gọn ngắn nữa. Cái này thu gọn có 70 cm thôi, cân nặng 190g rồi. Từ cái này nó có sắt, có các cái khoen rồi, có cái đuôi đối trọng ha. Giá 240, cây 4,5 m anh em. Cây này cây số 12. Tiếp tục cây số 13. Dòng này là đa số phíp của Korea. Ống 23 dài 4,5 m, cây số 13. Ngoại hình là đều có trầy xước hết ha. Không nứt bể thôi. Đọt lớn, đọt này được người ta làm lại này. Anh em về thích thì tháo ra mình làm lại cho mình, của mình thích. Thích sao mà làm lại vậy? Đọt gần 2 ly. Họ làm sẵn thì nó không được đẹp nha. Để anh em về thích thì gọt bỏ đi, cắt bỏ đi rồi mình làm đầu dù khác. Mình cũng không có cái đầu dù lớn vậy đâu nữa. Ngoài hình là có trầy xước hết ha. Có trầy, nó xước bụi cát ở trong này nó xước hết. Cây này cây số 13 dài 4,5 m, thu gọn là 103 cm, cân nặng là 220g, giá còn 240.
Tiếp tục cái số 14 cũng cây phíp ống luôn. Ống 20. Đọt bé. Đọt là khoảng 1 ly đổ lại thôi. Dòng dòng đánh cảm giác. Đọt 0,96. Cái dòng khá đẹp nha. Dòng đánh cảm giác, đánh giết rất là ok. Cây số 14 dài 4m5. Thu gọn là 102cm. Cân nặng là 180g, giá 240. Cây số 15 dài 4m5. Đo trên ống chỉ nha, cái cá nó ống chỉ là 20. Đọt của nó là nhiều khi nó có cước ở đầu trong này nó kẹt ở trong này nè, bị kẹt ở đọt trong này, nó cước ở trong. Này đọt có cước trong này, nó là một nụi dây trong này nè, cho nên là nó vướng. Cây này còn khá là đẹp nha. Đây là cái số 15 và 45. Đọt của nó. Đọt nó cũng 0,80 mấy thôi nha. Nhưng mà khúc trên nó còn dưới nó càng xuống cỡ 10cm là nó cứng to lên rồi. Anh em ưng thì bấm bỏ bớt một ít thôi. Mình bấm một cái đọt 10 phân thì mình tăng cước ở dưới thêm sợi dây trục thêm 10 phân nữa thì nó không bằng nhau à. Mình dài thêm dây trục một tí xíu thôi. Mình vớt lại. Vẫn xài ok, vẫn xài trục 4,5 được. Cây 15 dài 4,5 m, thu gọn 102cm, cân nặng là 180g, giá còn 240 anh em, bao ship rồi. Tiếp tục cái số 16 cũng 4,5 m, cái này còn khá là mới. Ống 19, đọt nó cũng vậy nè. Đọt này khá cứng hơn tí xíu. Đọt 0,95 ngang ngang nhau hết. Ngoài hình là có bụi bẩn. Trời xước nhẹ là có hết. Cái này thì còn khá đẹp với chồng. Nhận hàng anh em nhớ kiểm tra mới trả tiền nha. Cái số 16 và 4,5 m. Thu gọn là 1m. Cân nặng 150g, giá 240, bao ship luôn. Cây số 17 dài 3,6 m, ống 19, đọt lớn, đọt của nó đến 1 ly, đọt 1,5 ly. Cây 3,6 m đọt 1,5 ly này cũng ít có. Có cái nào là anh em được mấy cái đó. Thu gọn là 103cm, dài 3,6 m, cây số 17, nặng là 140g, giá 220. Tiếp tục cây số 18, dài 3,6 m. Đây là còn khá là mới. Đọt cũng lớn luôn. Đọt của nó đến 1,8 l luôn nè. Đọt gần 1,8 l, 1,77 m. Dài 3,6 m, cái trong còn khá là mới. Ngoài hình là có dính keo bụi bẩn anh em ơi. Tiga. Chữ Tiga. Thu gọn là 1m07 phân. Cân nặng 140g, giá 220k. Tiếp tục cây số 19 dài 3,6 m. Cây này mới nhìn màu rất đẹp luôn, màu đỏ. Đuôi mở được còn khá là mới nha.
đọt nó 1,8 ly, nhìn như một cái cây màu hành đinh sắt rất đẹp. Tiếp này là đa số của Korea nha, nha. Và Hàn Quốc xuất nhập. Cây này khá nhẹ đẹp nha. Cây này cây số 19, dài 3,6 m, thu gọn là 1,07 m, cân nặng là 130 g, giá hạt cũng 220k ba xít. Tiếp tục cây số 20, dài 3,6 m, cán cũng chỉ, đọt khoảng 1 ly, đọt 1,07 ly, dài 3,6 m. Cái trồng còn khá là đẹp nha, khá mới. Thu còn là 103 cm, cân nặng 120 g, giá cũng 220. Tên của nó cái số 21, dài 3,9 m. Cây này có cái đuôi này rất đẹp nha, có đôi trọng chỗ này nặng. Đây là 39, đọt bé, đọt đặc nhưng mà nó nhỏ nè, đọt nó khoảng 0,80 0,98, đọt 0,96 thôi, đặc cứng nè. Dài 39, trông còn khá là đẹp. Cây này cầm thấy đầm tay, cây này có nguyên cục lối rộng phía sau này. Dài 3,9 m, cây số 21, cân nặng 200 g, giá là 230k. Tiếp tục cây số 22 là cây 2,7 m, đuôi mở được, lóng ngắn, lóng mà lóng lỡ lỡ, đọt cũng khá lớn, đọt khoảng 1 ly, đọt còn rin luôn ha. Đọt 1 ly, dài 4, dài 2,7 m, rút ra rất là thẳng nè. Giả trúc, cây số 22, thu gọn là 78 cm, cân nặng 100 g, giá 180 g. Cây số 23 là cây 3,1 m, đuôi là mở được, ống lóng nhỏ này nè, nhỏ hơn ngón tay mình nữa. Còn đọt nó đọt dẻo, đọt nhỏ, chịu dòng đến cái giết này nè, đọt 0,76, trong là còn khá mới nha, khá đẹp, có trầy xước nhẹ, có những cái đốm nổ sơn vào với chấm như này nhẹ nhẹ thôi ha, không đáng kể. Dài 3,1 m, cây số 23, 3,1 m, thu gọn 90 cm, cân nặng 70 g, giá 190k. Tiếp tục cái 2,5 m, lóng nhỏ, đuôi có đối trọng, nó có cục đối trọng, đuôi mở được nha. À cái đuôi này là nó rút ra luôn anh em ơi, anh em về gắn keo lại thôi ha. Cái này nó thường là nó không rút được, mà cái này nó bị hở keo rồi, nên về chấm keo thôi. Đấy, đẹp, có nhẫn nữa, đọt của nó khoảng ở 0,80 mấy, đọt bé, đọt 0,84, nhín keo bụi bẩn. Cây 24 và 2,5 m, có cục đối trọng, cái này về dán keo lại luôn anh em ơi, nào mà ưng là dán luôn. Thu gọn là 92 cm, cân nặng là 90 g, giá 170k. Giá này giá mình bao ship cho anh em hết rồi nha, anh em muốn lý thì cứ nhắn tin cho mình, Zalo Lâm Phong 0962086985. Video 210. Hàng bên mình là nhận hàng kiểm tra mới thanh toán anh em ạ.
không nhận chuyển khoản, không nhận đặt cọc qua đồng nào trước hết, cứ nhận hàng ok mới trả tiền. Xin cảm ơn em rất là nhiều.